ban bí thư của Tổng bị Tô bao vây, phe lò cầu cứu Phan Văn Giang đánh bọc hậu. Tình hình chính trường Việt Nam hiện nay căng như dây đàn. Dường như Tô Lâm đang muốn đốn bà Trương Thị Mai, nhân vật xếp thứ 5 trong Bộ Chính trị. Điều đáng nói là một khi bà Mai ngã ngựa, ban bí thư sẽ như rắn mất đầu, bởi bà Trương Thị Mai đang là người thay thế ông Tổng bí thư để điều hành các hoạt động của ban bí thư. Những diễn biến gần đây cho thấy Tô Lâm đang quyết tâm phải hạ bằng được bà Trương Thị Mai để làm tê liệt cơ quan mà ông Tổng bí thư là thủ lĩnh. Trong khi đó, Tổng bí thư vẫn thường xuyên vắng mặt tại văn phòng Trung ương Đảng, nhưng lại có mặt thường xuyên ở Bệnh viện Quân y 108. Bức ảnh thể hiện sự gần gũi của tướng Phan Văn Giang với người dân, đăng trên các trang của người các nhà báo nổi tiếng. Cho đến lúc này, tứ trụ đã rụng một nửa, Tổng bí thư sắp bị cô lập hoàn toàn nếu bà Mai rụng sớm. Thủ tướng thì vẫn im lặng, tránh động chạm đến Tô Lâm. Chưa bao giờ Tổng Trọng lại rơi vào tình thế bi đát như hiện nay. Nếu ông Tổng không có giải pháp để khắc chế Tô Lâm trong lúc này, thì Tô Lâm có thể sẽ đốn tiếp thành viên ban bí thư, thậm chí có thể phế truất luôn cả Tổng bí thư. Ông Trọng chỉ còn lại một thanh gươm cuối cùng, đấy là Bộ Quốc phòng, nơi ông là thủ lĩnh cao nhất về mặt đảng. Tuy nhiên, ông Tổng chỉ ra chủ trương, còn trực tiếp điều hành trong Bộ Quốc phòng là tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong tình hình nguy cấp này, ông Trọng rất cần sự phối hợp của Phan Văn Giang để đánh trả lại quân của Tô Lâm đang tiến lên như vũ bão. Cho đến giờ, Phan Văn Giang vẫn chưa có hành động công khai nào. Tuy nhiên, có những chuyển động ngầm cho thấy ông Giang bắt đầu chuyển mình, tham gia vào trận chiến sinh tử này. Mới đây, một nhà báo nổi tiếng đã đưa lên trang cá nhân tấm hình Phan Văn Giang ngồi trong ô tô bắt tay người dân. Đấy là hình ảnh của một bộ trưởng thân thiện với dân. Trước khi thượng đài so găng với người đứng đầu Bộ Công an, Phan Văn Giang cần có những khởi động rồi mới bước vào cuộc đua, và hành động tung hình ảnh này được xem là bước khởi động ấy. Trong tình thế hiện nay, rất khó để ông Phan Văn Giang đứng ngoài cuộc chiến giành quyền lực trong đảng. Tô Lâm đã thể hiện tham vọng rất rõ ràng, mà một khi Tô Lâm đạt được mục tiêu ngồi vào ghế Tổng bí thư, lúc đó ông hoàn toàn có thể loại bỏ Phan Văn Giang. Phe Hưng Yên tại Bộ Quốc phòng cũng đã có hai ông tướng. Đó là Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Chính vì Tô Lâm đã có sẵn nhân lực, sẵn sàng thay thế vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nên dù muốn hay không, ông Phan Văn Giang cũng cần phải hành động. Bởi đứng ngoài cuộc đồng nghĩa với việc thất bại và dâng cơ hội cho kẻ khác. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang là bí thư Quân ủy Trung ương. Một nguồn tin riêng cho Thời báo .de biết, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra công ty Xuân Cầu Hồ Đình của Tô Dũng là em ruột của Tô Lâm. Đây có thể xem là tử huyệt của Tô Lâm. Nếu Tô Lâm quyết tâm đánh phá ban bí thư, cô lập Tổng bí thư thì đồng minh của ông Tổng sẽ đánh bọc hậu. Chưa rõ quân đội có lôi được sân sau của Tô Lâm ra ánh sáng hay không. Nhưng trước mắt, việc điều tra này sẽ làm phân tán sức mạnh của Tô Lâm. Tô Lâm sẽ không còn đủ sức để dồn hết lực lượng vào tấn công ban bí thư nữa. Rất có thể thời gian tới giữa công an và quân đội sẽ có những tình huống xung đột gay gắt, khốc liệt. Một khi quân đội đã tham gia, rất có thể thế thắng của Tô Lâm sẽ không còn nữa, và sau đó thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chúng ta hãy cùng đợi xem những diễn biến tới đây. Quý vị vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ban bí thư của Tổng bị Tô Lâm bao vây, phe lò cầu cứu Phan Văn Giang đánh bọc hậu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tướng Tô quyết tâm đốn tiếp trụ thứ ba, đẩy thủ tướng vào thế phải đấu tranh sinh tồn. Bốn vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam được người dân đặt cho cụm từ tứ trụ triều đình, nghĩa là bốn trụ này có quyền quyết định tất cả những vấn đề về kinh tế, an ninh, quốc phòng, bao trùm mọi vấn đề của đất nước. Mặc dù mức độ quyền lực không giống nhau, nhưng trên cơ bản đây là vị trí cao nhất trong Bộ Chính trị, cho nên khó có nhân vật nào ngoài tứ trụ mà có thể hạ được trụ, trừ Tô Lập.
Hiện nay Tô Lâm đã hạ đến 2 trụ trong thời gian rất ngắn kỷ lục. Điều này cho thấy trật tự quyền lực trong đảng đang bị đảo lộn tùng phèo. Về thực quyền, mạnh nhất là Tổng Bí Thư, kế đến là Thủ tướng, xếp thứ 3 là Chủ tịch Quốc hội, cuối cùng là Chủ tịch nước. Tô Lâm bắt đầu tấn công tứ trụ, tứ trụ yếu nhất là trụ Chủ tịch nước. Sau khi Chủ tịch nước ngã, Tô Lâm nâng dần độ khó lên, ông đánh tiếp Chủ tịch Quốc hội và đã khiến trụ này ngã một cách chóng vánh. Giờ đây, liệu Tô Lâm có nâng tiếp độ khó lên nữa hay không? Nếu có, tất nhiên mục tiêu tiếp theo sẽ là Thủ tướng. Tô Lâm đang chuẩn bị thành lập cơ quan chuyên bắt cóc ở nước ngoài, bao gồm 100 lính tinh nhuệ, sẽ nhắm đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay, trong chính phủ có 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan thuộc chính phủ, tổng cộng là 30 cơ quan lớn nhỏ khác nhau. Trong 30 cơ quan này có 2 bộ quan trọng mà người đứng đầu phải là Ủy viên Bộ Chính trị, đó là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai bộ này trên danh nghĩa là thuộc chính phủ, nhưng thực chất họ không tuân lệnh của Thủ tướng mà thường nghe theo lệnh trực tiếp từ Tổng Bí Thư. Đặc biệt, Tổng Bí Thư cũng là Bí Thư Quân ủy Trung ương, tức là về mặt đảng, Tổng Bí Thư là người đứng đầu Bộ Quốc phòng. Ngoài hai bộ nắm giữ lực lượng vũ trang kể trên, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan trực thuộc chính phủ đều thuộc quyền quản lý của Thủ tướng. Như vậy, Thủ tướng là người có quyền lực rất lớn, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Chính vì thế, muốn húc đổ Thủ tướng không hề dễ dàng. Đây là một thách thức lớn đối với Tô Lâm. Trước khi ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa, có 4 ứng viên cho chức Tổng Bí Thư nhiệm kỳ tới bao gồm Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Tức là tỷ lệ chọi 1/4, nghĩa là Tô Lâm có 25% khả năng chiến thắng. Sau khi Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ bị loại khỏi vòng chiến đấu, tỷ lệ chọi đã giảm xuống còn 1/2, tức là Tô Lâm có 50% cơ hội chiến thắng. Như vậy, tỷ lệ chiến thắng cho Tô Lâm đã được nâng lên gấp đôi. Tuy nhiên, tỷ lệ 50% vẫn không thể đảm bảo, người dân gọi tỷ lệ này là năm ăn, năm thua, nghĩa là vẫn còn cửa thất bại. Phạm Minh Chính đang đấu tranh sinh tồn trước một Tô Lâm manh động. Như vậy, để chắc chắn có thể ngồi vào ghế Tổng Bí Thư, thì ắt hẳn Tô Lâm cũng phải tính đến bài toán loại Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, loại Phạm Minh Chính bằng cách nào lại là một bài toán rất khó với Tô Lâm. Suốt thời gian vừa qua, Tô Lâm cho quần đảo vụ án IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mục đích là tìm ra manh mối để quật sập Thủ tướng. Đến nay có lẽ ông Tô vẫn chưa thành công, nhưng càng bế tắc, Tô Lâm càng manh động và quyết làm bằng được. Từng là đối thủ của Tô Lâm trong Bộ Công an, ắt hẳn Phạm Minh Chính biết rất rõ ông đang gặp một đối thủ nguy hiểm trong cuộc đời làm chính trị của mình. Thông tin nội bộ cho Thời báo chúng đề biết Tô Lâm sẽ lập một cơ quan chuyên đi bắt cóc người ở nước ngoài. Nếu không có gì trở ngại thì dự tính đầu tháng 7 tới, cơ quan này sẽ đi vào hoạt động với 100 lính tinh nhuệ, được đào tạo bài bản và hứa trung thành với Bộ trưởng. Trước mắt, nhiệm vụ của cơ quan này dường như là tìm cho ra nơi ẩn náu của bà Nhàn để mà tóm về giao cho Tô Lâm. Xem ra, việc Tô Lâm quyết đốn cho được trụ Thủ tướng là điều có thật. Tô Lâm đang đẩy Phạm Minh Chính vào thế phải đấu tranh sinh tồn trong bộ chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tướng Tô quyết tâm đốn tiếp trụ thứ ba, đẩy Thủ tướng vào thế phải đấu tranh sinh tồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de